Ocean City Hà Nội sở hữu vị trí vô cùng đắc địa, khoảng cách vừa đủ gần để kết nối tới trung tâm thành phố cũng như các khu vực trọng điểm phía đông. Phía nam thủ đô, khoảng 20-30 phút di chuyển, vừa đủ xa để ôm trọn quỹ đất rộng lớn, tổng quy mô lên tới 1.200 ha, đảm bảo cho việc phát triển hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội riêng biệt. Bên cạnh đó, Ocean City còn nằm bên trong vùng tam giác vàng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đây là vùng kinh tế trọng điểm tại khu vực Bắc Bộ, được đầu tư rất mạnh về hạ tầng giao thông. Đồng thời, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh cũng là ba tỉnh thành giàu có nhất tại miền Bắc, người dân tại đây sẵn sàng chi trả nhiều tiền cho những hoạt động du lịch hoặc mua bất động sản. Đây sẽ là những tiền đề quan trọng để phát triển một thành phố sầm uất kết hợp giữa ba mô hình đô thị nghỉ dưỡng vui chơi giải trí mà Vingroup đang hướng tới. Quận Ocean 1, Đào Tao là quận quận trung tâm hiện đại nơi tập trung của nhiều tòa cao ốc hiện đại và các khu biệt thự sang trọng nằm bao quanh biển hồ rộng lớn, biểu trưng cho nhịp sống thời thượng của lớp cư dân 4.0 hiện đại. Có tư duy và tầm nhìn quốc tế Quận Ocean 2, Midtown là quận ăn, quận chơi với nhiều công trình biểu tượng tạo điểm đến vui chơi giải trí, mua sắm liên hoàn Đây cũng là quận của những lễ hội đa văn hóa, đa sắc mắc dành riêng cho những người ưa trải nghiệm, thích lối sống thụ hưởng Quận Ocean 3, Uptown là quận nghỉ dưỡng với những công trình kiến trúc và không gian cảnh quan được thiết kế dựa theo những khu resort hàng đầu trên thế giới Nhằm nâng tầm trải nghiệm sống làm việc nghỉ dưỡng của cộng đồng danh trí thời hiện đại hệ SINH thái ôn On IN oan đẳng cấp, hệ sinh thái ôn On IN oan đẳng cấp, dòng sông Venice thơ mộng, sâu diễn trên sông Hoành Tráng, vạn điểm check in mãn nhãn, phố đêm ẩm thực Việt, hàn náo nhiệt, công viên nước Paradise Bay, biển hồ tạo sóng Royal Way Park, Vincom Mega lớn nhất miền Bắc, các trò chơi mạo hiểm với vin Wonder, quảng trường sự kiện Marina Square, vị trí dự án, 3 phút, Vinhomes Ocean Park 1 5 phút, nút giao cổ linh 10 phút, cầu Vĩnh Tuy 15 phút, Tham City 20 phút, Hồ Gươm 40 phút, sân bay nội bài 45 phút, thành phố, Hải Phòng Vang Ocean Park 2 và 3 tọa lạc tại cửa ngõ của thành phố phía đông có kết nối siêu tốc đến trung tâm Hà Nội và các cực của tam giác kinh tế vàng Hà Nội, Hải Phòng Hạ Long thông qua mạng lưới hạ tầng giao thông mang tính chiến lược điểm của quốc gia và thủ đô. Phân khu Mega Grand World nằm tại vị trí ngã tư đất giá bậc nhất của hai quận thuộc Ocean City. Đây là giao điểm của đại lộ 4 mùa và đường vành đai 3.5 rộng đến 60m, hai mặt tiếp giáp với tuyến đường cao tốc 5B, Hà Nội Hải Phòng và tuyến đường quốc lộ 5A. Mở bán đợt cuối Vinhomes Ocean Park 2. Biệt thự đơn lập, diện tích 465,8 m2, giá 21,112 tỷ. Biệt thự song lập, diện tích 122,38,5 m2,

Chiết khấu 18% nếu khách hàng mua trả góp trong vòng 5 đến 15 năm với lãi suất 6% đến 8% một năm. Chiết khấu 18% thanh toán theo tiến độ. Chiết khấu 19,3% thanh toán sớm 100%. Tặng quà ly xì từ 75 đến 375 triệu. Cam kết thuê lại 21 đến 27 triệu một tháng trong vòng 2 năm đầu tiên đối với những căn bản giao hoàn thiện. Chiết khấu 480 đến 600 triệu đối với những căn bản giao hoàn thiện không nhận cam kết thuê lại. Vinhomes Ocean Park 2. Chủ đầu tư, công ty cổ phần Vinhomes, thành viên của Vingroup. Tổng diện tích đất dự án, 459,8 ha. Mật độ xây dựng, đang cập nhật. Quy mô phát triển, 24 tòa căn hộ và 12.841 căn nhà ở thấp tầng. Loại hình phát triển, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự tứ lập, liên kề, shop house, trung cư cao cấp. Thời điểm khởi công, quý 1 năm 2022 thời điểm bàn giao, quý 1 năm 2023. Hình thức sở hữu, sổ đỏ lâu dài. Vị trí chiến lược tại cửa ngõ cao tốc Hà Nội, Hải Phòng, trục đường huyết mạch kết nối tam giác kinh tế vàng. Sở hữu trọn vẹn những kết nối giao thông trọng điểm của Gia Lâm từ mọi nơi tới Vinhomes Ocean Park 2. Sản phẩm trà là, đảo dừa, hải Âu, cỏ xanh, sao biển, kinh đô ánh sáng, săn hô, ngọc trai. Mở bán quỹ căn độc quyền Vinhomes Ocean Park 3. Biệt thự song lập diện tích 136m2, giá 20-22 tỷ. Liên kề, diện tích 56-140m2, giá 720 tỷ. Shop House, diện tích 56-163,2m2, giá 725 tỷ. Hỗ trợ vay vốn 70% lãi suất 0% đến ngày 9 tháng 2 năm 2025. Chiết khấu 7% nếu khách hàng thanh toán theo tiến độ. Chiết khấu 8,3% nếu khách hàng thanh toán sớm 100%. Vinhomes Ocean Park 3 chủ đầu tư, công ty cổ phần Vinhomes, thành viên của Vingroup. Tổng diện tích đất dự án 294 ha. Mật độ xây dựng 40%. Quy mô phát triển 10 tòa căn hộ và 8.458 căn nhà ở thấp tầng. Loại hình phát triển biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự tứ lập, liên kề, shop house, trung cư cao cấp. Thời điểm khởi công quý 3 năm 2022. Thời điểm bàn giao quý 3 năm 2023 hình thức sở hữu sổ đỏ lâu dài tọa lạc tại cửa ngõ của thành phố phía đông có kết nối siêu tốc đến trung tâm hà nội và các cực của tam giác kinh tế vàng hà nội hải phòng